Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho các bạn về một cái chương trình tìm hiểu và giao dịch cái đồng Pondy Token. Ok, thì cái chương trình này bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 12 cho tới ngày 13 tháng 12. Thì hiện tại như mình đang quay cái video này thì sự kiện này còn khoảng 4 ngày 19 giờ nữa. Để mà bắt đầu tham gia được vào cái chương trình này thì các bạn sẽ cần phải ấn cho mình cái ô là đăng ký ngay tại đây. Như ở đây thì mình đã đăng ký rồi, cho nên là mình sẽ không thể đăng ký lại được nữa nha. Ok, mình sẽ nói sơ qua cho các bạn về cái nội dung. Đầu tiên là ô phần thưởng 1, các bạn sẽ ăn chia 15.000 đô cái đồng Pondy Token. Khi mà bạn giao dịch mua bán bằng 5.000 Pondy thì các bạn sẽ được ăn chia là 15.000 đô. Tiếp theo là các bạn sẽ đọc cho mình ô phần thưởng 2. Thì tất cả người dùng giao dịch từ 9.000 Pondy trở lên, bao gồm mua và bán, thì các bạn sẽ ăn chia là 35.000 đô nữa. Thì ở đây khi mà các bạn tham gia phần thưởng 2 thì các bạn cũng đủ điều kiện tham gia phần thưởng 1. Tiếp theo là cái phần khuyến mãi B. Ở đây bạn nào mà có nhiều vốn ấy thì các bạn cũng có thể tham gia để xếp hạng cao. Khi mà các bạn xếp thứ nhất thì các bạn sẽ được 12.000 đô cái mã token Pondy này. Đó, còn bạn nào mà vốn ít thì mình khuyên các bạn chỉ nên làm cái phần khuyến mãi A thôi nha. Ở đây thì mình sẽ tiến hành làm cái phần khuyến mãi A và mình sẽ chơi 9.000 Pondy. Ở đây để mà chơi được ấy thì các bạn sẽ cần phải nạp USDT lên cho mình nha. Rồi ok, trước mắt các bạn thì đây là cặp Pondy USDT. Hiện tại thì Pondy đang có giá là khoảng 0,079 đô. Bây giờ thì mình sẽ đi tiến hành mua và bán nha. Bây giờ thì mình sẽ ấn vào ô buy là mua này. Ở đây thì mình lựa chọn lệnh market và mình sẽ bấm là 100%. Thì mình sẽ mua được là 1.518,33 Pondy. Mình sẽ ấn là ô mua này. Ok, mình đã mua thành công nha. Bây giờ thì mình sẽ vào ô bán. Mình ấn bán này. Mình sẽ chọn là sell. Rồi, mình đã tiến hành hai lệnh mua bán thành công. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ mở cái lệnh order history, tức là cái lịch sử mua và bán của mình cho các bạn xem nha. Lệnh đầu tiên mình mua là 1.516 và lệnh thứ hai mình bán thì sẽ là 1.515 cái đồng Pondy. Bây giờ thì mình sẽ cộng cái lệnh mua và lệnh bán lại thì nó sẽ ra cái volume giao dịch nha. Ok, vừa rồi là mình đã chơi được khoảng hơn 3.000 cái đồng Pondy và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chơi đến 9.000 và cái phần chơi này mình sẽ xin được tua nhanh nha. Rồi ok, mình đã chơi đủ 9.000 Pondy. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trả lời những câu hỏi nha. Ok, thì đây sẽ là cái form Learn and Trade Pondy Token. Các bạn sẽ kéo xuống dưới cho mình này. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải nhập cho mình là cái ID của sàn Binance nha. Để mà nhập được ID thì đầu tiên bạn sẽ bấm cho mình vào ô hình người ở đây. Các bạn sẽ vào cho mình ô tổng quan. Tại phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy phần ID người dùng. Chúng ta sẽ đi copy ID người dùng cho mình nha. Chọn cho mình ô sao chép. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành dán ID người dùng vào đây. Rồi ok. Tiếp theo là các bạn sẽ đi trả lời những câu hỏi cho mình. Đầu tiên thì một đáp án C, hai đáp án D, ba đáp án B, bốn đáp án D và năm cũng là đáp án D. Ở đây là mình đã trả lời sẵn câu hỏi cho các bạn rồi và mình cũng sẽ để những cái câu trả lời này bên dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể kéo xuống dưới để xem câu hỏi và câu trả lời nha. Ok thì mình sẽ ấn nút gửi này. Rồi thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta tham gia vào kèo Learn and Trade cái đồng Pondy Token. Ở đây thì mình tham gia cái sự kiện A thì mình sẽ chỉ ăn chi từ là 50.000 đô thôi. Còn bạn nào mà có vốn cao hơn á thì các bạn có thể tham gia thêm sự kiện B để chúng ta có thể ăn chia trọn vẹn là 100.000 đô nha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.